Rồi. Rồi, bây giờ ủa sao cái bảng tự nhiên nhảy qua đây vậy ta? Không đợi xíu. Rồi. Rồi con thấy cái bảng không xong à? Dạ thấy. À, ok. Rồi, bây giờ nè, con sẽ có ví dụ cho con. Ví dụ, bây giờ cái bài này á, con sẽ điền là will. Will hay là be go into á, thì con tự chia ra nhé. Hoặc là Dạ. presence Em is present simple đó. present simple. À, present continuous chứ hay là hiện tại tiếp diễn, con sẽ có cái này, nhưng mà cái này là đều đang chỉ ở tương lai hết nhé. Nào ví dụ nè, Yeah. number one, con sẽ trả lời vô trong cái ô chat á, câu trả lời của con á, con nhắn vô đây nè. Yeah. Còn ví dụ như câu số 1 con điền là cái gì đó thì con nhắn vào. Ok, được không? Dạ. Rồi. Cô sao cô nhắn gửi hết được rồi vậy cô? Sao kỳ quá. Cái gì con? Đây. Bấm enter nó. Ủa, vậy là do mạng bị sao á? Con thử lại xem. Con bấm cái gì, thử cái bấm cái gì khác thử xem được không? Dạ. Chắc do mạng á. Con bấm nhấn được rồi sao? Đó. Rồi.
Ok, good. À, con sẽ có câu thứ nhất, con sẽ dùng will đúng không? Nào, I will go to Đà Lạt next month, but I don't buy any tickets. Ok, tại vì á, mình chưa có mua vé nên là cái chuyện này là có thể là sẽ không đi, đúng không? Cái này là nó chỉ có 60% thôi, 60%, à, ok, 60%. Rồi, cái câu này con sẽ làm gì? I'm going to have. I'm going to have. Okay, I think so. Thì cái bài này con khoảng là 80% ở đây hả? Tomorrow I am going to have. Cũng được. Okay, I am going to buy teddy bear. My dad is going to ride. Is it right? Is going to ride. Đúng rồi. Is going to ride me to that shop in 30 minutes. Ok. Ok. Con làm đúng hết rồi đó. Con hiểu bài này chưa? Ok. Được rồi. Rồi. Ở cái này. Rồi bây giờ mình sẽ học cái một chút của cái phần à hôm bữa trước hình như con có cái bài nào con về con cần phải viết không ta? Có cái bài nào về viết không vậy sao mai không hả? Bài về viết nữa không có viết các bài bóng chày hoài à. Ờ, cô nhớ là có nói con mà. À, con về con Dạ, tại viết. hôm nay con À. đang ôn thi với cô tự nhiên À, quên ngang. ô kiểm tra hả? Vậy thôi, để Dạ, cuối tại tuần hôm đi sáng con. ôn thi rồi. Ủa, thi giữa học kỳ á hả? Hay sao? Dạ, là tuần sau con thi toán với tiếng Việt. Cô con nói là vậy á. Ừ, vậy thôi, để qua thi đi rồi làm cũng được. Rồi, bây giờ mình học cái khác ha. Đây. Bây giờ con thử I say with you this.
Bây giờ mình để cô share với con cái phần con thử con làm cái con thử con làm cái phần phần nói xem. Get ready. Tại hôm trước mình học tới trang bao nhiêu rồi nè. Con mở vở ra đi xong à. Con mở sách chứ, sorry. Get ready Đúng rồi. hả cô? Hôm bữa là mình làm tới trang số 14 rồi hả cô? Yeah, is it right? Con sẽ tới đây rồi nè, đúng không? Bây giờ con tới phần listening speaking. Holly is talking to her mom. What did the children do? What didn't they do? Listen and tick and cross in boxes. Con sẽ xem thử cái bạn này là sẽ làm gì và không làm gì ha. Họ sẽ làm gì và không làm gì nè. Now listen. Now look at the picture. You have what is it? Number one. That says a cake. Okay, number two. Envelope. Envelope. Okay, maybe post some letter. Post the letter. You gửi thư con ha. Now, number three. Swap. Shop. Number four. Shorts. Source. Number five. Brush and comb. Brush and comb. Number six. Necklace. Number seven. Cards. Cards. Cars. Or maybe tickets. Con sẽ có cái từ vé. Do you Tickets. know that? Tickets. Không biết từ đó không? Yes. Okay, Yes. tickets. And number eight. Be James. Number eight. Number eight. Betray Miss. Betray Miss. Là cái gì vậy? Cái đồ ngủ gì gì đó. À, Con quên cái pyjamas. tên Con sẽ có từ pyjamas. Hoặc là cái chỗ này con dùng cái từ clothes thôi. Mình cũng biết có phải đồ ngủ không. Mà quần áo thì con cứ dùng cái từ clothes thôi sao mai. Clothes. Hoặc là pyjamas. À, con nghĩ là pyjamas hả? And number 9. Envelope. Envelope. And number 10. Flames. Stamps. Okay. William bought some mom. Something mom didn't ask for. À, cái thằng này nó mua cái gì mà mẹ nó không có nói nó mua nữa đây. À, rồi con xem nhá. Now listen. Listening 9. Holly is talking. Can you hear clearly? Có nghe rõ không? Okay, let's do it. Talking to her mom. What did the children do? What didn't they do? Listen and tick or cross the boxes. Okay, Holly. Tell me about your shopping trip. Did you have a good time? It was okay, Mum. But I wanted to go to the playground. And yes, but did you remember to do everything? I think so. Did you get the cake for Grandma's birthday? Yes, we did. And it's really pretty. Look. Oh, yes, it's lovely. Well done. And did you change Harry's shorts? Yes. And did you get your pajamas from the market? No, Mum. Oh, Holly. Well, did you post the letters for me? Yes, Mum. Harry did that. Good. And you got the stamps? Yes, Mum. But they only had brown envelopes, so we didn't get them. Oh, dear. But we did get the brush and comb for Emma. They were very cheap, actually. Well, I hope they're okay. And the soap? Did you buy that? No, Mum. They didn't have any lemon soap. And Mum, we couldn't collect the necklace because the man said it wasn't ready. Oh, no. But you got my train ticket for me?
No, William found a computer game and he really liked it, so he decided to get it. He said you wouldn't mind, and then we didn't have enough money for the train ticket, and so... Oh, no. Well, I do mind. I'll have to go to town myself now, and I'm so busy today. Oh, dear. Sorry, Mum. Con nghe hết không nào? Nghe được ba cái. No, which one? Tell me. Swap. Source. Source. Chain source. Source thì con nghe được là no. Con nghe được vậy. Rồi, nghe được cái gì mình đấy. Con sẽ nghe nhé. Nào, one by one, mình nghe lại từng cái nè. Con sẽ nghe cái ví dụ trước nè. Holly is talking to her mum. What did the children do? What didn't they do? The boxes. Okay, Holly, tell me about your shopping trip. À, con có từ shopping trip nghĩa là gì nè? Shopping trip. À, cái chuyến đi mua sắm ha. Did you have a good time? Did you have a good time? Có một cái thời gian có vui không? It was okay, Mum. But I wanted to go to the playground. And yes, but did you remember to do everything? I think so. Did you get the cake for Grandma's birthday? Yes. Did you get the cake for Grandma's birthday? And it's really pretty. And it's really? Yes, I did. And it's really pretty. Con có từ pretty nghĩa là gì nào? Nhớ không? Con có từ pretty không? Pretty. Con có từ pretty là đẹp. Nó còn có nghĩa là xinh đẹp nữa đó. Đẹp. Bánh nó rất là đẹp. Hoặc là xinh đó. À, cái bánh nó rất là xinh. Yeah. Ừ. Có mua đó mà nó còn rất là xinh nữa. Rồi, tiếp nào. Yeah. Look. Oh, yes, it's lovely. Well done. Well done. À, mẹ nó khen hả? Làm tốt lắm. Nào, tiếp nào. And did you change Harry's shorts? À, did you change Harry's shorts? Shorts. Harry's shorts. Shorts. Có đổi cái quần cho cái cho thằng Harry không? Harry's shorts. Hmm? Rồi, con nghe tiếp nha. Yes. And did you get your pajamas from the market? Ah, did you get the pajamas from the market? Pajamas. Okay. For the market. Đó, con xem thử nó có làm không? No, Mum. Oh, hot. No. À, nó không làm ha. Thì con sẽ có number 8, mình sẽ đánh dấu gì? Mình sẽ đánh cross vào. Okay. Lee. Well, did you post the letters for me? Ah. Did you post the letter for me? Yes, Mum. Harry did that. Yes, Harry did that. Harry nó đã làm. Good. And you got the stamps? And you got the stamp? Got the stamp. Số 10, con coi xem nha. Yes, Mum. Yes, Mum. Yes. Okay. But they only had brown envelopes. But they only have brown envelopes. Họ chỉ có cái bì thư màu màu nâu thôi. Màu nâu. Envelope. Cái bì thư màu nâu. And brown envelope. Con xem thử. So we didn't get them. So we didn't get them. À, vậy nên là nó không có mua. Vậy là bì thư là không mua nha. Đúng không? Vinyl cross. Now, next. Oh dear. But we did get the brush and comb for Emma. But we did get brush and comb for Emma. They were very cheap. Huh? They were very cheap. Cheap là gì con? What does it mean? Right. Okay. Well, I hope they're okay. And the soap. And the soap. Number 3, con nghe nè. Did you buy that? Did you buy that? No, Mum. They didn't have any lemon. No. Ah, they didn't have any lemon. Lemons. À, tại vì lemons. Nó không có lemon.
tập phòng thì nó không hương có chanh, nó không có hương chanh. tập Ok, phòng hương that's chanh chị. right. And mum, we couldn't collect the necklace because the man. We couldn't collect the necklace. Có từ collect. What does it mean? Collect. Ở đây nó có nghĩa là mua ha. Nhưng mà con cũng ở đây nó còn có nghĩa là không có nhặt hay là không có lấy đó. Con có từ collect là hoặc là con có từ collect này còn có nghĩa là sưu tập. Ha, như ví dụ như con sưu tập tem hay là thư gì đó. Con sưu tập cái hình ảnh gì đó thì con sẽ dùng từ collect. Ok. Sưu tập. Rồi con xem thử tiếp nào. And said it wasn't ready. It was sitting. Chị. Mẹ nói gì đây? Didn't have any lemon soap. And mum, we couldn't collect the necklace because the man said it wasn't ready. Because the man seller wasn't tricky. Tại vì cái người bán á, the man seller, tại cái người bán không phải là cái ông Ricky, không phải là Ricky nên nó không có mua. Ok. Oh no. But you got my train ticket for me. But you got my train tickets for me. Train, you got train train ticket. Vé đi tàu lửa. No. William found a computer. No. Không mua. Tại sao đây? Con nghe lý do nè. Computer game. And no. William found a computer game. William found a new computer game. Nó tìm ra một cái trò chơi máy tính mới. And phát hiện ra. He really liked it. So and he really liked it. Nó rất là thích it. So he decided to get it. And he decided to get it. Và nó quyết định là nó sẽ lấy nó. Rồi. He said he wouldn't mind. He said he wasn't. Gì đây? Liked it. So he decided to get it. He said you wouldn't mind, and then we didn't. He said it wasn't tonight. Nó chỉ có tới tối nay thôi, nên là phải mua đó. Anh ta nói vậy. Nó nói vậy. Have enough money for the. So we didn't have enough money. Train ticket. For train ticket. Vì vậy là không có đủ tiền. Didn't để have mua enough money. Xe Okay, đó. And so. Oh no. Well, I do mind. I'll have to go to town myself now. And I'm so busy today. Oh, dear. Và mẹ nói phải bây giờ là I have to go to the town now. I'm very busy. We're very busy. Rồi, con sẽ có là ở đây. Vậy thì number two, con sẽ là tick or cross. Number two. Number two, tick. Number three. Cross. Number four. Tick. Yes. Number five. Tick. Number six. Cross. Yes. Number seven. Cross. Number eight. Cross. Cross. Number nine. Cross. Number ten. Tick. Tick. Okay. Now, the next question. Our last question. William bought something mom didn't ask for. What was it? Bạn đã mua cái gì mà mẹ không có nói? Computer games. Computer game. Very good. Okay. Okay. Thì con sẽ nói sao? William bought computer games. Okay. Bought computer game for Harry. Okay. Okay, good job. Đó. Con nghe mà để cho con chậm chậm là con sẽ nghe được đúng không? Yeah. Rồi. Cái bài này bên dưới này mình chưa làm phải không con? Bài bên dưới này mình chưa làm. Look at the picture. Five things beginning with letter S. Cái bài này mình làm rồi. Bài này mình làm số 1, còn bài số 2 thì... Chưa làm, đúng không? Dạ chưa. Ok, vậy con sẽ làm bài số 2 ha. Yeah. Có cái hình số 4 là cái đó gọi là cái gì đó cô?
Number four. Yes. Cái từ này từ gì ta? Maybe the hole. Con sẽ có, người ta còn dùng cái từ hole này nữa. Không biết. Nhưng mà từ số 4 ở đây nó khá là dài nha ta. Hay là post office? Post office. Sao cô thấy cái từ này nó hơi dài? Post nè. Off. Hình như đủ á hả? Post. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xem thử nào. Office. Đúng rồi. Maybe post office. Con sẽ có post office là gì? Post office là chỗ đưa Bưu điện. thư, À, bưu bưu điện điện. con. Mình sẽ gọi là bưu điện đó. Để con xem thử đúng không? Vậy con sẽ làm bài 2 này ha. Rồi, thôi vậy thì Và nếu mà con đang phần số 5 là nhiều cái xe là car, còn cái này người ta để cái gì mà sao nó dài Number thẳng lắm. five. Number five. Nghĩ đi. Cái gì, chỗ nào mà có nhiều chiếc xe, nhiều loại xe thì con nghĩ coi xem. Nghĩ xem. Rồi, nếu mà con có thời gian thì con làm cái bài này. Còn nếu mà con mắc bận học ở trên trường thì thôi, hôm sau rồi mình làm ha. Cái phần chỗ này nè, sao máy? Cái trang 17 này con. Tại vì cái bài này cần con cần đọc nên nó sẽ mất thời gian. Nó sao không vô ta? Ok. Rồi, bài bên dưới này. Còn đó là tới cái phần này nè. Con nhớ là phần này mình làm chưa? Mình chưa làm phần này mà, có không? Dạ chưa. Rồi, ok. Mà cái phần này là lại tới cái bài viết đó nữa. Rồi, cái phần nghe thì hôm sau mình sẽ học tiếp phần nghe con nhé. Ok. Rồi, đó. Vậy là con sẽ học hết bài số 2 rồi đó. Con ráng nữa sau nữa là hết bài số 2. Rồi, mình nghỉ nhé con. Ok. Bye bye sao mai. Goodbye, teacher. Bye, okay.